Bạn là người trả lời sau khi 100 người cùng chơi chúng ta lựa chọn trả lời những phương án trong khoảng thời gian 6 giây thôi. Và có nhiều thời gian hơn như vậy. Và đồng thời thì có về mình ngay lập tức 3 quyền trợ giúp từ chương trình. Đó là tin người chơi, khảo sát người chơi hoặc hỏi người chơi, bạn có thể dùng bất cứ lúc nào. Ngoài ra nếu mà quá áp lực thì chúng ta có thể dừng chương trình để chúng ta nhận số tiền thưởng nhất định để trở về. Hy vọng ngày hôm nay thì bạn sẽ thành công. Bây giờ thì bạn sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta bắt đầu cuộc đấu của người chơi chính và 100 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau: loài côn trùng nào dưới đây có khứu giác, khả năng ngửi mùi tốt nhất? A. Chuồn chuồn. B. Bướm đêm. Hay C. Châu chấu. 110 cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là 110 cùng chơi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa ra câu trả lời. Chúng ta chờ xem quyết định của bạn sẽ là. Quyền tin người chơi. Điều đó đồng nghĩa với việc là đa phần những người cùng chơi chúng ta lựa chọn phương án nào là câu trả lời thì đó cũng là đáp án của người chơi chính. Chúng ta cùng chờ xem là đa phần những người cùng chơi chúng ta lựa chọn phương án nào là câu trả lời ở câu hỏi này. Và bây giờ thì công việc chúng ta rất đơn giản thôi, chờ xem sự lựa chọn đấy có chính xác hay không. Trả lời đúng. Chúc mừng bạn. Cái loại bướm đêm này thì nhìn kém lắm, nó nhìn rất kém. Nhưng mà nhờ hai cái râu hình lá ở trước mũi của nó thì nó đánh hơi rất là nhạy. Nó có thể gửi được mùi cách xa tới hàng km cơ. Nào. Hãy chờ xem 110 cùng chơi thi đấu như thế nào. Bạn có 500.000 đồng tiền thưởng cho ban tổ chức ở đấu trường 100. Bạn nhận được mình mức thưởng là 1.000.000 đồng. Như vậy là có 23 người trả lời sai và 77 người trả lời đúng ở câu hỏi này. Bây giờ là quyết định của bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 77 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau: loài nào được đánh giá là thông minh nhất trong các loài chim? A. Công. B. Quạ. Hay C. Thiên Nga. 77 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Chúng ta chờ xem quyết định của bạn sẽ là. Rất băn khoăn nhưng mà cuối cùng thì người chơi chính chúng ta cũng đã quyết định đưa ra sự lựa chọn của mình, phương án B là câu trả lời. Và đáp án từ chương trình, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Vâng, phương án B là câu trả lời đúng. Thì các nhà khoa học của chúng ta đã chứng minh quả là một loài chim rất là thông minh, đúng không ạ? Qua những cái quan sát về thí nghiệm này, mang tính khoa học và tính thống kê cao thì người ta biết là cái loài quạ nó chính là cái loài thông minh nhất
trong các loài chim. Bây giờ thì người chơi chính chúng ta biết chắc rằng là bạn đã vượt qua câu hỏi này. Hãy chờ xem là trong số những người cùng chơi chúng ta liệu có ai sơ sẩy ở câu hỏi này. $2,000 là mức thưởng dành cho bạn. Bạn nhận về mình mức thưởng là $3,000. Bạn có $5,000 từ ban tổ chức của chương trình Đấu Trường 100. Như vậy là có 36 người trả lời sai, còn lại 41 người trả lời đúng. Chúc mừng 41 người cùng chơi. Bây giờ là quyết định của bạn. Chúng ta tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 41 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Trong văn miếu Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, có thờ hiện vật gì mang về từ đất tổ Hùng Vương? A. Đất. B. Nước. Hay C. Đất và nước. 41 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là những người chơi của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng ta chờ xem quyết định của bạn sẽ là. Chúng ta đã đưa ra sự lựa chọn của mình rất nhanh thôi, và chúng ta chờ xem đáp án chính xác từ chương trình là gì. Đây là câu trả lời đúng. Chúc mừng bạn. Trong gian thờ của văn miếu Trấn Biên thì có 18 kg đất và 18 lít nước được mang về từ đền Hùng, tượng trưng cho 18 đời vua Hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Bây giờ thì người chơi chính chúng ta biết chắc rằng là bạn đã vượt qua câu hỏi này. Hãy chờ xem là trong số những người cùng chơi chúng ta liệu có ai sơ sẩy ở câu hỏi này. Bạn có $10,000 tiền thưởng để bắt đầu tiếp tục đấu trường 100. Như vậy là có 1 người trả lời sai và 40 người trả lời đúng ở câu hỏi này. Bây giờ là quyết định của bạn. Chúng ta tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 40 người cùng chơi. Câu hỏi số 4. Đồng hồ đá Thái Dương, di vật lịch sử hiện được lưu giữ ở tỉnh nào? A. Đồng Nai. B. Long An. Hay C. Bạc Liêu. 40 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là những đối thủ chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Chính chúng ta đã đưa ra câu trả lời và đáp án từ chương trình. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Và phương án C là câu trả lời đúng.
Chắc chắn là như vậy rồi. Và tỉnh Bạc Liêu là cái nơi mà lưu giữ đồng hồ đá Thái Dương. Và cái đồng hồ này do một ông kỹ sư người Việt tên là Lưu Văn Lang sủa sinh thời đã chế tạo để xem giờ theo bóng nắng mặt trời. Hãy chờ xem có bao nhiêu người trả lời đúng, bao nhiêu người trả lời sai ở câu hỏi này. Bạn có 15 triệu đồng tiền thưởng từ ban tổ chức để đấu trường 100. Như vậy là có 17 người trả lời sai, 23 người trả lời đúng. Và bây giờ là một quyết định có lẽ nó không quá khó khăn nữa. Đấu tiếp hay nhận 15 triệu ạ? Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 23 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Di tích đấu trường Colosseum nằm ở thành phố nào hiện nay? A. Venice, B. Roma hay C. Genova? 23 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là những người chơi của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Như vậy là người chơi chính đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ xem sự lựa chọn ấy có chính xác hay không. Đưa anh B là câu trả lời đúng. Chúc mừng bạn. Cái đấu trường Colosseum này thì nó có 4 tầng khán đài, chứa được khoảng 5 vạn người. Yeah. Nơi người ta dành để tổ chức những cái trận đấu của các võ sĩ đấu với nhau hoặc là võ sĩ đấu với lại dã thú. Và thực tế mà nói thì khi mà chúng ta đã có cái thời gian hoặc là đã có dịp để đến với nước Ý thơ mộng thì di tích đấu trường Colosseum này là một địa điểm tham quan không thể bỏ qua, nằm ở Rome. Và hãy chờ xem có bao nhiêu người trả lời đúng, bao nhiêu người trả lời sai ở câu hỏi này. Và bạn có 20 triệu đồng tiền thưởng từ ban tổ chức của đấu trường 100. Như vậy là có 5 người trả lời sai và 18 người trả lời đúng. Và quyết định của bạn ở thời điểm này sẽ là nhận 20 triệu hay đấu tiếp. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 18 người cùng chơi. Câu hỏi số 6. Ai đã mệnh danh Hồ Xuân Hương là bà chúa thơ nôm? A. Xuân Diệu, B. Trần Thanh Mại hay C. Hoài Thanh? 18 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Chúng ta chờ xem quyết định của bạn sẽ là. Người chơi chính chúng ta đã lựa chọn phương án A là câu trả lời. Và đáp án từ chương trình chúng ta sẽ cùng chờ xem. Vâng, phương án A là câu trả lời đúng. Nhà thơ Xuân Diệu đã tôn vinh nữ sĩ họ Hồ như vậy là bà chúa thơ nôm. Vâng. Trong lần đầu tiên trong
tiểu luận của ông, mang nhan đề là Hồ Xuân Hương, Bà Chúa Thơ Nôm. Vâng. Và cái tiểu luận này được công bố trên tạp chí Văn Nghệ ấn hành tại Hà Nội vào tháng 1 năm 1959. Hãy chờ xem có bao nhiêu người trả lời đúng, bao nhiêu người trả lời sai ở câu hỏi này. Như vậy là có 6 người trả lời sai và 12 người trả lời đúng. Chúng ta chờ xem quyết định của bạn sẽ là. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 12 người cùng chơi. Câu hỏi số 7, bắt đầu. Loài cá nào dưới đây không có xương? A. Cá đuối. B. Cá mập. Hay C. Cả hai loài. 12 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là những đối thủ chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Chính chúng ta đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Và bây giờ thì công việc chúng ta rất đơn giản thôi, chờ xem sự lựa chọn ấy có chính xác hay không. Đây là câu trả lời đúng. Chúc mừng bạn. Cá mập thuộc một loài cá không có xương, bởi vì cá mập hay cá đuối thì đều thuộc cái loài cá sụn. Những người cùng chơi, có vẻ như quý vị đang thi đấu rất là tốt. Hãy chờ xem là họ thi đấu như thế nào. Bạn có 40 triệu đồng tiền thưởng. Như vậy là có 3 người trả lời sai và 9 người trả lời đúng. Bạn đã thi đấu rất là nỗ lực rồi. Và quyết định của bạn thời điểm này sẽ là đấu tiếp hay nhận 40 triệu đồng tiền thưởng. Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 9 người cùng chơi. Câu hỏi số 8, bắt đầu. Câu lạc bộ nào đã đoạt chức vô địch Champions League năm 2011 2012? A. Chelsea. B. Bayern Munich. Hay C. Barcelona. 9 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là những đối thủ chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Người chơi chính chúng ta đã lựa chọn phương án A là câu trả lời. Và đáp án từ chương trình chúng ta sẽ cùng chờ xem. Vâng, phương án A là câu trả lời đúng. Thực tế mà nói thì theo báo giới thì có một cái lời nguyền ở Champions League này là cứ một cái đội nào đã vô địch thì năm sau không thể bảo vệ được chức vô địch. Và điều đó vẫn diễn ra cho tận đến bây giờ, đúng không ạ? Bây giờ thì người chơi chính chúng ta biết chắc rằng là bạn đã vượt qua câu hỏi này. Hãy chờ xem là trong số những người cùng chơi chúng ta liệu có ai sơ sẩy ở câu hỏi này. Như vậy là có 1 người trả lời sai, 8 người trả lời đúng
Chúng tôi chúc mừng 8 người trả lời đúng ở câu hỏi này. Chúng ta chờ xem quyết định của bạn sẽ là... Cảm ơn bạn và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 8 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Hormone insulin được sản sinh ra bởi tuyến nội tiết nào dưới đây? A. Tuyến yên. B. Tuyến tụy. Hay C. Tuyến thượng thận. 8 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Bây giờ là quyết định của bạn. Chúng ta đã đưa ra sự lựa chọn của mình rất nhanh thôi. Và chúng ta chờ xem đáp án chính xác từ chương trình là gì. Đưa án B là câu trả lời đúng. Chúc mừng bạn. Hormone insulin được sinh ra bởi tuyến tụy. Và insulin thì nó có tác dụng chuyển hóa glucid, tức là đường đấy ạ, vàng trong máu. Những người cùng chơi, có vẻ như quý vị đang thi đấu rất là tốt. Hãy chờ xem là họ thi đấu như thế nào. Như vậy là có một người trả lời sai. Như vậy chỉ còn lại 7 người chơi của chúng ta trả lời đúng. Chúng ta chờ xem quyết định của bạn sẽ là... Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 7 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Bệnh nhân mắc loại bệnh nào dưới đây phải kiêng thực phẩm có nhiều chất khoáng? A. Bệnh sỏi thận. B. Bệnh tiểu đường. Hay C. Bệnh viêm gan. 7 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là những người chơi của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chương trình chúng ta đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Và bây giờ thì công việc chúng ta rất đơn giản thôi. Chờ xem sự lựa chọn ấy có chính xác hay không. Phương án A là câu trả lời đúng. Chúc mừng bạn. Rất là đơn giản bởi vì cái bản chất hóa học của sỏi và là các loại khoáng từ cái nguyên tố canxi. Và những người cùng chơi, có vẻ như quý vị đang thi đấu rất là tốt. Hãy chờ xem là họ thi đấu như thế nào. Như vậy là có 4 người trả lời sai. Chỉ có 3 người trả lời đúng mà thôi. Chúng tôi chúc mừng 3 người trả lời đúng. Bây giờ là quyết định của bạn.
ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và ba người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau: trái tim một người bình thường mỗi ngày co bóp khoảng bao nhiêu lần? A 50.000 lần, B 100.000 lần, hay C 150.000 lần? Những người cùng chơi xin mời trả lời câu hỏi. Chúng ta chờ xem quyết định của bạn sẽ là. Quyền khảo sát người chơi và đáp án bạn muốn khảo sát đó là đáp án nào? Và ở câu hỏi này thì người chơi chúng ta muốn khảo sát phương án C và ban tổ chức sẽ cho bạn biết là có bao nhiêu trong số những người cùng chơi chúng ta lựa chọn phương án C là câu trả lời. Chương trình chúng ta đã đưa ra sự lựa chọn của mình rất nhanh thôi và chúng ta chờ xem đáp án chính xác từ chương trình là gì. Rất tiếc. Trong suốt cuộc đời của mỗi một con người chúng ta thì trái tim phải hoạt động không hề ngơi nghỉ. Mỗi ngày thì nó có bóp khoảng trên 100.000 lần để nó bơm gần 7.500 cái lít máu đi nuôi khắp cơ thể chúng ta. Tinh chuẩn không sớm để em đi đồn. Nghịch chỉ mình siêu cấp cứ nhấp một phát là ra liền tướng.